Rõ ràng những ngày vừa qua thời tiết tại khu vực bắc đạt đến đỉnh điểm trong đợt rét của mùa đông năm nay nhiệt độ ngoài trời thì xuống rất là thấp khiến người dân có cái thói quen là đốt than để mà sưởi ấm. Vâng ạ. À, tuy nhiên thì việc làm này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Mới đây thì vụ việc đốt than sưởi ấm gây ngộ độc phải cấp cứu gấp của ba bệnh nhân tại Lạng Sơn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người dân có thói quen này. Một trường hợp là bệnh nhân nam 61 tuổi, địa chỉ ở Lộc Bình, Lạng Sơn, cùng vợ tự đốt than hoa sưởi ấm trong nhà. Sau đó, bệnh nhân được người nhà phát hiện trong tình trạng gọi, gọi hỏi không biết, tím tái toàn thân. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí CO, hiện đang được thở máy hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Vợ bệnh nhân cũng bị ngộ độc khí CO ở mức độ nhẹ hơn, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình. Trường hợp còn lại là bệnh nhi 12 tuổi, địa chỉ ở thành phố Lạng Sơn vào viện trong tình trạng lơ mơ tím môi. Trước đó ở nhà, mẹ bé đặt than củi trong buồng tắm kín cho trẻ đi tắm, khoảng 40 phút sau gọi không thấy trẻ trả lời, phát hiện trẻ nằm bất tỉnh trong phòng tắm. Bệnh nhi ngay lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu. Ngay khi vào viện trẻ được thở oxy dòng cao, hồi sức tích cực, may mắn bệnh nhân đã hồi phục tốt. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe đã tạm ổn định. vâng thưa quý vị từ trước đến nay đã có rất nhiều sự việc đau lòng xảy ra do sưởi ấm bằng than củi, than tổ ong theo các bác sĩ đốt than trong phòng ngủ không gian chật hẹp đóng kín cửa sẽ đốt hết khí oxy và điều này sản sinh ra khí CO gây vâng. ngộ độc rõ ràng là khi thời tiết chuyển lạnh thay vì sử dụng than củi để mà sưởi ấm trong phòng thì người dân có thể sử dụng nhiều biện pháp giữ ấm khác cho cơ thể như là che chắn kỹ các cái phòng mặc trang phục phù hợp để mà giữ ấm cơ thể dùng đèn sưởi quạt sưởi và điều hòa điện người dân cũng lưu ý là đủ, uống đủ nước nên uống nước ấm và tăng cường dinh dưỡng để đảm bảo cho sức khỏe